Ngô Thanh Vân gửi thiệp cưới cho bạn bè. Cặp Ngô Thanh Vân, Huy Trần mời bạn bè dự đám cưới vào ngày 8 tháng 5 tại một resort ở Đà Nẵng. Tối ngày 26 tháng 4, một số đồng nghiệp thân thiết khoe hình ảnh về thiệp cưới của Ngô Thanh Vân, Huy Trần. Thiệp thiết kế cầu kỳ bằng nhựa mica với tông chủ đạo là trắng. Tấm thiệp gồm chiếc hộp vuông đựng hoa tươi sắp xếp tỉ mỉ. Khi mở hộp, khách mời thấy thông tin cụ thể về đám cưới. Khách được yêu cầu mặc trang phục trắng, mang theo thiệp và chỉ đi một mình. Theo Thái Bá Dũng, bạn thân của Ngô Thanh Vân, đám cưới của đã nữ, giới hạn khách, chỉ có người thân và bạn bè. Cả hai tổ chức hôn lễ trên bãi biển buổi sáng và tiệc tối. Hồi tháng 3, Ngô Thanh Vân công bố thông tin đính hôn với bạn trai Việt Kiều, Huy Trần, sau 2 năm hẹn hò. Nghệ sĩ cho biết, Huy Trần rất kiên nhẫn, mạnh mẽ, đấy cũng chính là điều tôi luôn tìm kiếm ở bạn đời. Tôi hạnh phúc vì đã chọn đúng người. Ngoài ra, cậu ấy thật thà, nhân hậu, tràn đầy tình yêu thương với mọi thứ xung quanh. Đến lúc tôi cần bước vào chương tiếp theo trong cuộc đời chính là gia đình. Ngô Thanh Vân từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô mang biệt danh Đã Nữ sau thành công của phim Dòng Máu Anh Hùng 2007, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm như Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ, là tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời và sắp ra mắt phim Thanh Sói. Huy Trần kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi. Anh sinh trưởng ở Đức, tốt nghiệp trường GTB Berlin ngành xuất và nhập khẩu. Huy Trần được khán giả biết đến qua chương trình Người Ấy Là Ai. Đến giữa năm 2019, anh tiếp tục tham gia sau cuộc đua kỳ thú. Hiện anh là chủ một nhà hàng món Đức ở thành phố Hồ Chí Minh.